Thế giữ thử mua con nào? Đâu, con nào nhiều? Đây là chỉ mua cũ thì thôi, không nói mới. Lát mình dũng này. Con lấy chạy thì con lấy mà phượt đi tiếp nhỉ? Đâu, con lo đến bởi mãi. Con lấy cũ nhưng mà tao phải nó phượt, cũ không có chủ à? Con lấy mới là 200 mới. Con lấy một số quá sức mà ngay. Cong cong rồi. Con lợn cam nào nó thẳng gì vậy? Không, thường cam là mắt mắt cá mà nó to rộng. Thế gì? Thường nó rộng hơn mắt kiểu mắt cá. Không có cái nào mắt bình thường à? Bình thường không có. Là rù rù mắt to. Sợ thế nhỉ? Đâu thôi, mở lên video, mở lên màn to mới như thế. Bởi góc quay rộng nó mới nhìn được. Không nhìn rộng. Trên này là một cong rồi gì? Ờ, cái gì đây? Video gì vậy? Đây là tiền sáng của hoa tiền như gì à? Ừ, không phải không đi không đi gầy à? Tiền đi đâu có đi rồi đi đâu.